cô. Mẹ, mẹ có sao không mẹ? Ba, sao ba lại đánh mẹ bằng tay vậy? Ba toàn dạy con làm người, ba biết chứ biết sao. Còn ba thì sao? Ba chưa biết gì mà đã đánh mẹ của con rồi. Còn bà, chỉ có một khán giả theo bài diễn thôi. Sao bà phải vất vả tận tâm vào ba như vậy? Anh thấy chưa, em đã nói rồi, anh đừng có la chị Châu mà. Cáo mà ráng diễn thành nay thì ráng mà diễn cho tròn vai. Đừng có để sau này lộ ra cái đuôi chồn giả tạo. Tôi mệt lắm rồi, cô đi về đi. Ai làm gì mà ba mệt? Không phải do mụ phù thủy đó sao? Mà con cũng không thích sống trong cái nhà này nữa. Mẹ, cho con về với mẹ đi. Nghèo cũng được, khổ cũng được, miễn sao con được sống với mẹ là được rồi. Không được đâu con. Bây giờ mẹ chưa có thể nào mà đem con đi theo được. Nhưng mà đây là nhà của ba con, con không đi đâu hết á. Còn anh nữa, đi theo tôi muốn anh ra đây nói chuyện. Mẹ nói rồi, con phải ở đây. Mẹ có con gấu này nè, mẹ cho con đó. Mỗi lần con thấy nó là như thấy mẹ nha. Mẹ, có xin mẹ đó, mẹ đừng bỏ con lại. Khang nghe mẹ nói nè, con á, con là chàng trai rất là thông minh, rất là mạnh mẽ. Mẹ tin là con sẽ vượt qua mọi khó khăn, con sẽ chiến thắng được những kẻ muốn hãm hại con. Bây giờ thì mẹ không thể đem con theo được, mẹ hứa là mẹ sẽ đem con quay về. Chào mẹ đi nha Khang. Không để cho nó ở với mẹ nó luôn đi. Hay là anh muốn cô ta cứ có cái cớ lui tới cái nhà này đúng không? Hay là anh có tình cảm với cô ta? Cô im đi. Châu ngày mai phải phẫu thuật, tỷ lệ thành công chỉ chiếm 30% thôi. Cô ấy từ nhỏ đã mồ côi, không gửi Khang cho chúng ta thì gửi cho ai hả? Lang thang lê bước ngày dài, mặn đắng giọt lệ mồ côi. Người đi xa tín mù khơi, bông hồng thương nhớ con cài trong tim. Mẹ ơi,